À, rất nhiều bạn là muốn phỏng vấn em vào giữa giờ sinh, em có thể nhắn nhủ lời gì đến phóng viên bóng bên bóng đóng Plus được không? Em vào sân từ khoang dự bị thì huấn luyện viên Mark Trung có nói em điều gì, nhắn nhủ em điều gì, chuẩn bị thế nào không? Bác chỉ nói là mạnh mẽ lên cháu, cố gắng là đá rất khoát lên. Ok, mọi người còn hỏi gì không nhỉ? À, có một bạn hỏi là Loan ơi, em có người yêu chưa? Em chưa có người yêu ạ. Mẫu người đàn mẫu bạn trai của em là gì? Anh ơi, anh ơi. Em xin không trả lời được không ạ? Ok, xin cảm ơn Loan. Ok, chúc mừng em, chúc mừng toàn đội. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi đội bóng ạ. Ok mọi người ơi, đến thời điểm này thì mình xin kết thúc livestream tại đây. Và hay là mọi người ở những bài viết tiếp theo của bóng đá Plus mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ơi. Lại phỏng vấn Loan rồi. Tôi ké luôn vậy. Mày không thử như gọi. Trong cái hành trình có được với chim vàng này thì có cái câu chuyện là cảm động em muốn chia sẻ cho khán giả không? Cảm xúc em như nào khi vô địch lần đầu tiên SEA Games? Cảm xúc của em rất là vui mừng khi mình được tham dự lần này. Những người là chị như Huỳnh Như hay Tuyết Dung có khuyên em những điều gì trong SEA Games đầu tiên của em không? Thực ra thì bọn em cũng là tập trung quen rồi, nhưng mà đá với nhau nhiều rồi, nên là các chị chúc mừng chị ơi, chú ơi, đầu tiên là chú ơi, đúng rồi, chú ơi.